Tính từ 16 giờ ngày 29 tháng 12 đến 16 giờ ngày 30 tháng 12, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 17.000 ca nhiễm mới, trong đó 20 ca nhập cảnh và 16.980 ca ghi nhận trong nước, tăng 3.107 ca so với ngày trước đó, tại 61 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 1.866, Cà Mau 1.008, Tây Ninh 935, Hải Phòng 838, Khánh Hòa 788, Bình Phước 759, Thành phố Hồ Chí Minh 697, Bạc Liêu 666, Bình Định 620, Đồng Tháp 590, Vĩnh Long 586, Trà Vinh 579, Lâm Đồng 477, Thừa Thiên Huế 439, Hải Dương 299, Bắc Ninh 289, Phú Yên 289, Cần Thơ 287, Bình Thuận 277, An Giang 262, Quảng Nam 233, Hưng Yên 211, Tiền Giang 203, Kiên Giang 203, Bến Tre 196, Đà Nẵng 185, Thanh Hóa 182, Bà Rịa Vũng Tàu 180, Sóc Trăng 180, Quảng Ninh 165, Đồng Nai 160, Hà Giang 160, Ninh Bình 160, Gia Lai 155, Hậu Giang 153, Quảng Ngãi 141, Sơn La 129, Nghệ An 123, Phú Thọ 104, Lạng Sơn 103, Nam Định 102, Đắk Nông 100, Hà Nam 98, Vĩnh Phúc 96, Bình Dương 96, Đắk Lắk 69, Quảng Trị 59, Cao Bằng 58, Thái Bình 58, Ninh Thuận 57, Long An 53, Thái Nguyên 50, Hòa Bình 47, Bắc Giang 46, Lào Cai 44, Tuyên Quang 21, Điện Biên 17, Yên Bái 14, Quảng Bình 13, Lai Châu 4, Bắc Cạn 1. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, tổng số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.709.042 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 34.102 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.336.644 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.336 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12, ghi nhận 240 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 37, Bình Dương 20, An Giang 16, Cần Thơ 16, Đồng Tháp 15, Vĩnh Long 15, Tiền Giang 14, Kiên Giang 13, Hà Nội 13, Sóc Trăng 12, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Long An 10, Tây Ninh 9, Bến Tre 8, Bình Thuận 6, Cà Mau 6, Trà Vinh 5, Phú Yên 5, Huế 2, Hậu Giang 2, Hải Phòng 1, Lạng Sơn 1, Lâm Đồng 1, Đắk Lắk 1, Bạc Liêu 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.168 ca.